chào các bác. Trước mắt các bác là một đôi loa Mỹ của hiệu Fox Audio, hàng sản xuất tại Mỹ luôn. Fox Audio, hãng này thì ở Việt Nam thì nhiều người không biết đâu. Nếu mà không chơi loa nhiều thì không biết đâu. Ít biết so với Bow hoặc là AR hoặc là một vài hãng Mỹ khác. Nhưng mà ai đã chơi loa của hãng này thì tiếng rất là ok luôn. Tôi bán nhiều đôi loa của hãng này tôi biết. Fox Audio có mã là SX8, 2 bass 20, gân cao su màng carbon, tép đo. Đôi loa này khẳng định các bác là tiếng cực hay luôn trong cái tầm giá của nó, giá 7,5 triệu. Thùng mặt trước thì màu đen, còn bên cạnh và mặt trên thì màu vàng đánh giá. Fox Audio tôi đang ghép với một cái âm đi đèn đông có mã là 390, 4 là mã. Trước mắt bạn là hai con âm đi đèn đông 390, 4 là mã. Thì tôi quay mặt sau một con để cho các bác tiện theo dõi luôn, tôi không phải quay lại mặt kia. Âm đi này thì nó đánh hai đôi loa AB. Thì tôi quay thấp xuống các bác nhìn công suất nó. Như một bộ này thì đôi loa tôi bán 7,5 triệu, còn âm ly bán với giá 4,5 triệu. Tính ra cả bộ này có 12 triệu. Âm ly công suất 135W, điện 110. Trên âm ly thì đánh có đường ra loa là AB, đánh đồng thời AB, A cộng B, chỉnh bát tép 35, lao lớt. Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Tôi quay lại mặt sau loa cho bác xem. Để tôi đo kích thước đã. Bề cao đôi loa này nó chiều bề cao 30 cm, bề cao là 64 hoặc là 22. Quay mặt sau bác xem. Đôi loa Mỹ này nó không ghi công suất đâu, và rất nhiều đôi loa tôi đã giới thiệu, tôi đã nói rồi, các loa Mỹ thì thường nó không ghi công suất. Thùng màu cánh dán. Fox Audio, một hãng âm thanh nổi tiếng ở Mỹ, âm thanh rất hay luôn. À tôi nhầm, đôi loa nó ghi công suất này. Như rất nhiều đôi loa nó không ghi công suất. Đôi loa có trở kháng 8 ohm, công suất auto từ 20-150W một thùng. Như nói luôn là nó chả giờ đến được 150W đâu. Tôi ghi thế thôi. Vì cái loa bé này 150W thì nó không thực tế. Đấy, chỉ tầm đôi loa này tôi đoán chỉ tầm 5-60W công suất thực. 5-60W công suất thực mà các bác mở lên nó tiếng nó đã to lắm rồi. Tôi quay lại và mở nhạc to các bác xem. Con loa này tiếng trống rất là rõ ràng luôn, các giải âm rõ. Thùng nó không quá nặng đâu, nó vừa phải thôi. E căng còn zin. Đây tôi đang mở từng vế loa một. Bao thương nhớ từ đồ, anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xa.
tôi xin nhắc lại là tổng một bộ loa Fox Audio SX8 này và âm ly Denon với giá 12 triệu, tặng cùng đổi nguồn 400.000. Các bác có nhu cầu mua thì đến cửa hàng tôi xem hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng thì tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm tại trung tâm quận Hà Đông, tại cạnh ngã tư Văn Phú trên trục đường Quang Trung và đường Lê Trọng Tấn. Xin lạy tôi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau, đi trên vực sâu, nghe buồn vì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Tôi để tôi thử nhạc khác cho bác nghe. Tại sao ước ca bài ca sầu như
cảm ơn các bác đã theo dõi. Tôi xin nhắc lại bộ âm ly và đôi loa này có giá 12 triệu đồng, tặng cục đổi điện trị giá 400.000 đồng. Hàng tôi gửi đi toàn quốc. Với điều kiện các bác chuyển tiền thì tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Xin cảm ơn.